oán thân trái chủ không phải kết trong một đời mà đời đời kiếp kiếp. Thiên nhãn của chúng ta chưa khai mở. Nếu như mở được thiên nhãn thì sẽ biết oán thân trái chủ là một nhóm lớn, là một đội lớn, dân số rất đông, gần như không thể đếm hết được. Cho nên tại sao Bồ Đề Đạo khó khăn như vậy? Tại sao lại có nhiều chướng ngại như thế? Nếu quý vị hiểu thì sẽ biết được quan gia trái chủ đang tác quái, tạo chướng ngại. Họ không muốn chúng ta thành tựu, họ chỉ muốn báo thù. Có oán thì báo oán, có thù thì báo thù. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay đã kết những oán thù rất lớn đối với tất cả chúng sanh, rất nhiều. Đừng nói đâu xa, chúng ta chỉ nói tới việc sát sanh. Sau khi học Phật, chúng ta mới biết được đây là sự diệt lầm, trường chay, không sát sanh. Nhưng trước khi chưa học Phật, chúng ta vô tình sát hại những chúng sanh này. Loại nhỏ nhất như con muỗi, con kiến, chúng ta nhìn thấy đều giết hại. Đó cũng là một sinh mạng, chúng cũng là một chúng sanh, chúng cũng tham sống sợ chết. Chúng ta giết hại chúng, chúng không thể phản kháng, nhưng mà oán hận đã giữ trong lòng, mãi mãi không thể xóa bỏ. Việc này rất phiền phức. Những tổ sư đại đức xưa nay chỉ dạy chúng ta, mỗi khi chúng ta làm một việc Phật sự, tức là bình thường ở nhà tụng một quyển kinh, niệm một chuỗi hạt danh hiệu Phật, sau khi niệm xong đều phải hồi hướng. Hồi hướng cho ai? Cho quán thân trái chủ. Trên là báo ân, dưới là dành cho quán thân trái chủ. Nhưng mà hồi hướng của chúng ta vẫn còn rất sơ sài, không đủ thành ý. Vì vậy sức mạnh hồi hướng này rất yếu. Chân thành cung kính, một lòng xưng niệm, sự hồi hướng này mới có hiệu quả. Phải hóa giải những quán kết này. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật nói cho chúng ta biết về ma chướng. Ma có bốn loại. Loại thứ nhất là ngũ ấm ma. Loại thứ hai là phiền não ma. Nội hoặc mà Đại sư Thanh Lương giảng là phiền não ma. Loại thứ ba là tử ma. Loại thứ tư là thiên ma. Phàm là bên ngoài đều thuộc về thiên ma. Như những con vật nhỏ tới quấy rối quý vị, không để quý vị tu hành đàng hoàng, không thể sinh sống bình thường, phần lớn đều thuộc về loại thiên ma này.
ngũ ấm và phiền não là bên trong chúng ta, không phải từ bên ngoài tới. Ngũ ấm chỉ căn thân, nhục thân này của chúng ta. Trong sách nói về tứ đại, tứ đại không điều hòa thì sinh lý chúng ta sinh bệnh. Thọ tưởng hành thức là tâm lý. Bệnh không ngoài hai loại lớn này, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Như bây giờ chúng ta nhìn thấy một số thần kinh không bình thường. Đây là gì vậy? Đây là trong bốn loại là thọ tưởng hành thức này có vấn đề. Đều cản trở việc tu hành. Tất cả những điều này là quán hại. Vô lượng vô biên. Phiền não cũng là vô lượng vô biên. Quan gia đối đầu cũng vô lượng vô biên. Chúng ta phải làm sao để hóa giải những quán kết này? Vì muốn giải quán, vì muốn hóa giải quán kết, chúng ta nghiêm túc nỗ lực tu hành, thành tựu đạo nghiệp. Sau khi chính mình tu thành chứng quả, quay lại độ những quán thân trái chủ. Như vậy, quán thân trái chủ sẽ không làm khó quý vị nữa. Không những không cản trở quý vị, ngược lại giúp quý vị. Thành tựu của quý vị chính là họ được lợi ích, họ được hưởng lợi. Chúng ta phải giữ tâm này. Tâm này phải chân thật, mới cảm động được những quán thân trái chủ. Mới có thể tránh khỏi tất cả quán hại. Nếu nói gặp phải chuyện như thế này, mời đạo sĩ tới bắt quỷ, vẽ bùa niệm chú, có thể giải quyết được vấn đề không? Không thể giải quyết. Ngược lại khiến những quán thù này càng sâu. Có thể thấy được làm như vậy không phải là cách giải quyết tốt. Cách giải quyết tốt nhất chính là nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta có thể nhẫn nhịn, dùng trí tuệ để hóa giải. Nhà Phật thường nói, quan gia nên giải không nên kết, không kết quán thù với bất kỳ ai, không kết quán thù với bất kỳ chúng sanh nào. Người thế gian không hiểu rõ đạo lý này, gặp phải việc này lập tức đối kháng. Đối kháng quán này kết càng sâu. Thường nói là quan quan tương báo, không bao giờ dứt. Lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp cũng không tự tại. Thời gian trong lục đạo luân hồi càng dài, quán kết càng nhiều, lại càng sâu. Cho nên chúng ta phải nghĩ tới những sự thật này mới thấy đáng sợ.
mới biết vấn đề này cần phải giải quyết. Hơn nữa càng nhanh càng tốt, phải giải quyết sớm thôi. Tôi quen biết một bà cụ 101 tuổi. Bà không phải người già, bà là người thanh niên 101 tuổi. Lúc trước bà là nữ tu của Thiên Chúa giáo. Bây giờ về nhà rồi. Bà xem rất nhiều sách của tôn giáo, thích đọc sách, rất thích Phật giáo. Bà hỏi tôi, bà có tư cách làm đệ tử Phật không? Tôi nói, tâm hạnh của bà và tâm hạnh của Phật như nhau. Nhà Phật nói năm giới mười điều thiện bà đều làm được. Phật dạy Bồ Tát Lục Ba La Mật bà cũng làm được hết. Tôi nói bà là tiêu chuẩn của đệ tử Phật. Bà xin thọ tam quy, chúng tôi tặng tất cả chứng chỉ tam quy ngũ giới cho bà. Làm được. Bà thật làm được, không phải giả làm. Gần đây tôi giảng kinh cũng nói đến phú quý, thứ mà người thế gian thường tìm cầu. Tôi thấy cư sĩ Hứa Triết, bà 101 tuổi đã quy y, chúng ta gọi bà là cư sĩ. Bà là người thật sự phú quý như trong ý nghĩa của Phật Pháp nói. Một đồng tiền bà cũng không có, cái gì cũng không có, bà thật sự làm tới vô ngã. Phú là thế nào? Cuộc sống bà không thiếu thốn. Tuy không có gì cả, nhưng không thiếu bất cứ thứ gì, gọi là phú. Quý ở đâu? Không phải bà có địa vị, cũng không phải có thân phận gì, có quyền thế gì trong xã hội này, bà không có gì hết. Nhưng bà nhận được sự tôn kính của đại chúng, đây chính là quý. Đây là phú quý chân thật. Từ đâu mà có? Có từ ba loại bố thí. Phật nói cho chúng ta biết, tu tài bố thí, vật chất trong cuộc sống quý vị không thiếu thốn, không cần nhiều, nhiều cũng không có tác dụng. Đủ dùng là tốt. Bà ngày ngày khuyên người hành thiện, khuyên người làm việc tốt, là pháp bố thí, cho nên bà có trí tuệ. Giúp mọi người giải quyết khổ nạn, đây là bố thí vô úy. Bà được khỏe mạnh sống lâu. Cuộc sống của bà, chúng ta ghi hình cho bà. Băng ghi hình này đem tới rồi, nhưng vẫn chưa cắt ghép, chưa chỉnh sửa, mở ra cho mọi người ở đây xem. Tôi gặp mặt bà, thấy thế nào? Nhìn rất chăm chú. Tôi thấy bà khoảng 40 tuổi mà thôi.
tuyệt đối không nhìn ra bà đã 100 tuổi. Bà sinh năm 1900, năm nay là năm 2000. Người Trung Hoa tính tuổi mụ là 101 tuổi. Tai mắt minh mẫn, xem báo chí không cần đeo kính, phản ứng linh hoạt, hoàn toàn giống như thanh niên, cơ thể khỏe mạnh, còn lộn nhào cho chúng ta xem. Những người 40, 50 tuổi chúng ta bây giờ không thể so với bà, thể lực không bằng bà. Bây giờ mỗi ngày bà còn chăm sóc rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, giúp người ta trả tiền phòng, trả tiền điện nước, tặng gạo, tặng dầu cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi tôi tới thăm bà, căn nhà của bà ở không lớn, dọn dẹp rất sạch sẽ, không dính một chút bụi. Thấy nhiều bao chồng chất trong phòng, còn có khoảng hơn 30 bao gạo trắng. Đây là người ta tặng cho bà. Bà đem chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi tác lớn như vậy mà hàng ngày vẫn đem quà đi tặng. Ngày ăn một nửa, suốt đời ăn chay. Bà ăn chay từ trong bào thai, ngửi thấy đồ mặn thì cơ thể bị dị ứng, người nổi mẩn đỏ, không thích hợp. Cho nên suốt đời ăn chay, mỗi ngày ăn một bữa, chỉ ăn rau sống, những thứ gia vị như dầu, muối, tương, giấm bà không ăn. Hoàn toàn trở về với đại tự nhiên. Tâm địa thanh tịnh. Chúng tôi hỏi bà, bà có bao giờ nổi giận không? Không có. Cả đời chưa từng nổi giận, cả đời chưa từng oán hận người khác. Người khác xung đột với bà, bản thân bà tự phản tỉnh sai lầm của chính mình, là bản thân làm không đúng. Trước giờ không nói lỗi của người. Trong Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng đã nói, nếu người chân tu đạo không thấy lỗi của người, bà làm được. Bà xem mọi người trên thế gian này đều là người tốt. Cho nên chúng tôi cũng hỏi bà, kỳ thực thế gian này có rất nhiều người xấu, kỳ thực có rất nhiều việc xấu. Bà nhìn thấy, nghe thấy rồi, bà cư xử thế nào? Bà cho một ví dụ. Bà nói nhìn thấy người ác, việc xấu, giống y nhìn thấy tất cả những người xa lạ đi tới đi lui trên đường vậy. Không để trong lòng. Chỉ như lướt qua mắt, như gió thổi qua tai, không rơi vào ý thức. Cho nên tâm của bà luôn thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Cho nên 101 tuổi vẫn chưa từng bệnh. Chưa từng nổi giận. Bà nói cho chúng ta biết, mỗi lần có người nổi giận, cho dù chỉ một phút,
cần phải 3 ngày sau cơ thể mới hồi phục bình thường được. Nổi giận có hại rất lớn đối với cơ thể mình. Nếu ngày nào cũng nổi giận thì thật đáng sợ. Cho nên thọ mạng do chính mình chà đạp. Quý vị phải hiểu đạo dưỡng sinh. Vậy thì mọi lúc mọi nơi giữ tâm địa của quý vị thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Đây là đạo dưỡng sinh. Hành vi của bà có thể cho chúng ta tham khảo tu học. Tất cả những gì trong kinh Phật nói, bà làm một tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Tiền đồ của bà quang minh sáng lạng. Bà tin Thiên Chúa Giáo, siêu việt Thiên Chúa Giáo. Bà xem những kinh điển của tôn giáo khác, giáo hữu của bà nói với bà có cách nhìn thế nào về những thứ ma quỷ, những thứ của ngoại giáo. Bà trả lời: tôi nhìn thấy mỗi một tôn giáo đều là quang minh sáng chói. Bà siêu việt rồi. Chúng ta ngày nay ở đây nói về văn hóa đa nguyên, bà hoàn toàn có thể hiểu được. Không phân giới hạn quốc gia, không phân giới hạn chủng tộc, không phân giới hạn tôn giáo, bà bố thí cúng dường bình đẳng như nhau. Suốt đời này chưa từng gián đoạn. Có người đưa tiền cho bà nói: tiền không phải tặng cho bản thân tôi xài. Bà lại nói: người tặng tiền này rất tin tưởng tôi, biết tôi sẽ dùng số tiền này giúp những người cần thiết. Bản thân bà đã đạt tới mức độ không cần sử dụng tiền. Bà đã thực hành rốt ráo lục ba la mật. Quý vị khen, bà cũng không hoan hỷ. Quý vị quỷ bán, bà cũng không nổi giận. Đây chính là thiền định. Bát Nhã Ba La Mật đối với việc và người. Những đạo lý cảnh giới này rõ ràng, minh bạch. Bà không bị mê hoặc. Đây là Bát Nhã Ba La Mật, là hạnh Bồ Tát. Tuy bà không phải giáo đồ của Phật, chưa từng bước vào cửa Phật, nhưng những gì Phật nói bà đều làm được. Cho nên bà là một đệ tử tiêu chuẩn của Phật.